Hôm qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn, huyện Định Quán đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập xã 19 tháng 8 năm 1994, 19 tháng 8 năm 2024 và công bố đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Với điều kiện kinh tế xã hội hết sức khó khăn, qua 30 năm, xã Thanh Sơn đã đạt được nhiều thành quả trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng thiết yếu được xây dựng và từng bước hoàn thiện, thu nhập bình quân đầu người năm ngoái đạt trên 80 triệu đồng một người một năm, tăng 40% so năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%, hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt trên 99%, ấp văn hóa đạt 100%. Đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã chung sức đồng lòng, nỗ lực tập trung thực hiện. Theo đó, năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2023 đạt nông thôn mới nâng cao. Dịp này, gần 80 tập thể và cá nhân, 5 hộ gia đình có thành tích trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đã được tuyên dương khen thưởng.